gia tài 100 triệu đô, vợ là thiên kim tiểu thư giàu bậc nhất Malaysia, Lưu Đức Hoa lại để bố mẹ đi giày vải vài chục ngàn đồng, chị gái sống trong nghèo khó. Lưu Đức Hoa vốn là sao nam có nhân cách vàng của Hoa ngữ. Anh không chỉ sẵn sàng dang rộng vòng tay để giúp đỡ những đồng nghiệp như Trương Vệ Kiện vượt qua khó khăn tài chính, mà còn nâng đỡ những gương mặt trẻ trong giới, giúp họ thành danh. Thế nhưng, trong khi Lưu Đức Hoa sống giàu sang phú quý, hàng tháng chi cả 1 triệu đô cho vợ con, thì bố mẹ anh vẫn đi giày vải vài chục ngàn đồng, chị gái thì sống trong túng thiếu nghèo khó, khiến người ta phải đặt dấu hỏi. Vì sao lại ra nông nỗi này? Phải chăng Lưu Đức Hoa là người bạc tình bạc nghĩa, hắt hủi người thân? Chắc ít ai biết trong quá khứ, vào những năm tháng đầu đời, Lưu Đức Hoa rất khốn khổ bởi sinh ra trong gia đình khó khăn. Gia cảnh nghèo khó lại thêm áp lực tiền bạc nên lúc trẻ tính tình anh rất nóng nảy ngông cuồng, nhiều lúc trắng tay trên người không còn đồng nào. Khi ấy, nếu Lưu Đức Hoa không sớm nhận ra vấn đề của bản thân, cố gắng thay đổi tính xấu rồi chăm chỉ học tập và làm việc, có lẽ đời anh đã rẽ theo một hướng khác rồi. Bằng nỗ lực không ngừng nghỉ mà Lưu Đức Hoa trở thành một trong tứ đại thiên vương đình đám của Hồng Kông đó, gia tài lên cả 100 triệu đô. Không chỉ thế, bà xã của anh Chu Lệ Thiên cũng là thiên kim tiểu thư trong một gia tộc giàu bậc nhất Malaysia. Nói cuộc sống của họ như ông bà hoàng cũng chẳng hề quá lời một chút nào. Thế nhưng, cuộc sống của người thân Lưu Đức Hoa lại là một thái cực đối lập hoàn toàn. Bố mẹ của Lưu Đức Hoa chỉ đi đôi giày vải có giá vỏn vẹn 50.000 đồng. Không ít lần, phóng viên còn chụp được khoảnh khắc bà xách chiếc túi vải là hàng tặng kèm ở siêu thị, dáng vẻ tiêu tụy mệt mỏi, trông chẳng hề giống mẹ ruột của một thiên vương giàu có nước tiếng xứ cảng gì cả. Chị gái của Lưu Đức Hoa còn thê thảm hơn, bởi bà hiện đang sống trong khu nhà dành cho người có thu nhập thấp, việc ăn uống chi tiêu rất kham khổ. Không chỉ thế thôi đâu, người chị này từng nhiều lần xuất hiện trên báo chí, tố em trai không chu cấp, nuôi dưỡng bố mẹ, dửng dưng nhìn người thân sống khổ sở nữa đó. Vì việc này mà Lưu Đức Hoa dính nghi vấn bất hiếu, bạc tình bạc nghĩa với thân nhân của mình. Tuy nhiên, sự thật lại khiến người ta phải vỡ lẽ, cảm thấy Lưu Đức Hoa đáng thương chứ chẳng hề đáng trách. Khi mới nổi tiếng, kiếm được bao nhiêu tiền anh đều dùng để mua nhà, sắm xe cho bố mẹ và các thành viên trong nhà. Tuy nhiên, bố mẹ nam diễn viên vì đã quen với nếp sống giản dị tiết kiệm nên chẳng mặn mà với đồ hiệu, chỉ thích sử dụng vật dụng rẻ tiền mà thôi. Còn chị gái của Lưu Đức Hoa từng được nam tài tử hỗ trợ rất nhiều. Thương chị phải phụ bố mẹ gánh vác gia đình và chăm các em, Lưu Đức Hoa từng cho chị đến 69 tỷ đồng để làm ăn. Kết quả, chị của nam tài tử lại đổ đốn, ham chơi biếng làm, còn dính vào những trò may rủi. Không chỉ nướng sạch tiền em trai đưa, bà còn lợi dụng tên tuổi Lưu Đức Hoa để vay tiền, lợi dụng lòng tin của người hâm mộ. Sau nhiều lần giúp đỡ và khuyên nhủ vẫn không được, Lưu Đức Hoa đành đoạn tuyệt quan hệ với chị để người ta đừng bị bà lấy mất tiền. Tức giận vì em trai không chịu chu cấp và trả nợ giúp mình, bà liên tục bịa chuyện nói xấu trên mặt báo khiến anh lao đao. Thế mới thấy, dù là người thông minh giỏi giang và giàu tình nghĩa như Lưu Đức Hoa cũng phải khổ không thôi vì chuyện gia đình. May mắn là ngoài người chị ấy ra thì các thành viên còn lại trong gia đình đều rất yêu thương và thấu hiểu cho chàng thiên vương, giúp anh chăm sóc vợ con.